Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, liên quan đến vụ mái ấm hoa hồng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu của mái ấm hoa hồng để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, quê Đồng Nai và Diệp Ngọc Tuyền, sinh năm 1977, quê Sóc Trăng để điều tra về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra, đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định hai bị can Cẩm và Tuyền đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé trong mái ấm. Qua quan sát vụ việc, thạc sĩ luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm hoa hồng là rất nghiêm trọng. Có thể đã diễn ra trong một thời gian dài. Các nạn nhân là các cháu bé còn rất nhỏ, có nhiều bé sơ sinh, gây bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội. Các đối tượng đã có hành vi bạo lực trẻ em. Đây là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 3 điều 6 luật trẻ em năm 2016. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em, khoản 6 điều 4 luật trẻ em năm 2016. Tùy theo nội dung, tính chất và mức độ vi phạm mà các hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Về chế tài hành chính, luật sư Hùng dẫn quy định tại Điều 22 Nghị định 130 năm 2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Điểm A. Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em. Điểm B. Gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Điểm C. Cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em, gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Điểm D. Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần. Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm. Còn mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm nêu trên. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh nếu có cho trẻ em và buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em. Về trách nhiệm hình sự, luật sư Hùng cho hay, trong vụ án này, hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu của tội hành hạ người khác, Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu không thuộc các trường hợp phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, quy định tại Điều 185 của Bộ Luật Hình Sự, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Theo luật sư Hùng, với việc có hành vi bạo lực đối với nhiều cháu còn rất nhỏ tuổi, thậm chí là các trẻ sơ sinh, nếu bị kết tội thì các đối tượng sẽ phải chịu các tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và đối với hai người trở lên, theo quy định tại điểm A và C khoản 2 Điều 140 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có khung hình phạt là từ 1 năm đến 3 năm tù. Trong vụ việc này, ngoài các hành vi bạo hành, xâm hại đối với trẻ em, luật sư Hùng cho rằng các cơ quan chức năng cũng cần điều tra, xác minh, làm rõ có hay không việc lợi dụng hoạt động từ thiện, nuôi dưỡng trẻ em để trục lợi. Bởi vì đây cũng là các hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội. Tại khoản 12 điều 6 luật trẻ em năm 2016 quy định nghiêm cấm lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em, lợi dụng chế độ, chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ giúp đỡ của tổ chức cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi. Căn cứ vào nội dung, tính chất và mức độ vi phạm thì hành vi này cũng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua vụ án này, cho thấy vẫn có những hạn chế và lỗ hổng rất lớn trong công tác quản lý và giám sát đối với các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, đặc biệt là các cơ sở xã hội hóa ngoài công lập.
việc xã hội hóa thành lập các mái ấm, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, có hoàn cảnh đặc biệt là việc làm nhân đạo, nhân văn cần được khuyến khích và biểu dương. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để trục lợi, biến các trẻ em thành công cụ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, vật phẩm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Nghiêm trọng hơn thì các cháu có thể trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột, mua bán trẻ em. Chính vì vậy, theo ông Hùng, các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng rà soát các quy định pháp lý và thực tiễn để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, hoàn thiện và tăng cường hơn nữa các quy định, cơ chế quản lý và giám sát đối với các cơ sở này. Đồng thời cũng phải xem xét để nâng cao hơn nữa các chế tài xử lý đối với loại vi phạm này thì mới có thể đảm bảo được tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai. Vụ việc hàng chục trẻ em từ sơ sinh đến 4 tuổi bị các bảo mẫu ở mái ấm Hoa Hồng, địa chỉ đường L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có hành vi bạo hành đã khiến dư luận bức xúc trong những ngày gần đây. Liên quan đến vụ việc, bà Giáp Thị Sông Hương, người đại diện theo pháp luật của mái ấm Hoa Hồng cùng một số nhân viên đã bị tạm giữ để làm rõ dấu hiệu vi phạm. Ngày 5 tháng 9, Công an quận 12 tiếp tục lấy lời khai của những người này, đồng thời truy tìm một bảo mẫu trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng. Ủy ban nhân dân quận 12 đã có quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở này. Sau khi vụ việc được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi này. Không ít mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cư dân mạng đã chia sẻ những mẩu chuyện họ từng gặp trong những lần về mái ấm thăm và tặng quà cho các bé bị bỏ rơi. Đáng chú ý, trước khi bị phanh phui những hành vi ngược đãi trẻ, bà Giáp Thị Sông Hương, chủ của mái ấm Hoa Hồng đã không ít lần lấy nước mắt của mạnh thường quân, nhà hảo tâm khi chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, về những lần nhận các bé bị bỏ rơi hay hành trình giúp đỡ những mẹ bầu khó khăn. Trên mạng xã hội, bà Hương còn lập các trang, hội nhóm và kênh YouTube để kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ, quyên góp tài chính, vật phẩm. Trang fanpage chính thức của Mái ấm Hoa Hồng trên mạng xã hội Facebook có tên Mái ấm Hoa Hồng quận 12 Hồ Chí Minh với 74.000 người theo dõi và kênh YouTube Mái ấm Hoa Hồng Official với hơn 22.000 người đăng ký, thường xuyên đăng hình ảnh trẻ mồ côi tại mái ấm để xin hỗ trợ đến tài khoản của bà Hương. Bà Giáp Thị Sông Hương là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, tham gia một số chương trình truyền hình. Người này tự nhận bản thân đã cứu mang hàng trăm trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, người vô gia cư, người già neo đơn. Lấy họ Giáp của mình để đặt tên khai sinh cho các bé, bà Hương trở thành mẹ của hàng trăm đứa con không máu mủ ruột thịt. Trong chương trình Câu chuyện truyền cảm hứng, bà Hương từng khiến cho dàn bình luận của cuộc thi Miss Grand 2022 phải khâm phục, xúc động trước câu chuyện truyền cảm hứng khi chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi. Bà Hương từng nói trong chương trình, 34 năm nay mình làm thiện nguyện thầm lặng, mình không lên cộng đồng và mình cũng không biết xài Facebook, cứ đưa đến là mình nuôi. Mình kinh doanh rất nhiều, chạy xe ôm cũng có, rồi đi giúp việc nhà cũng có. Đến nay dịch bệnh khó khăn nên mình mới nhận sự giúp đỡ của cộng đồng. Sau những chương trình này, bà Hương được cộng đồng mạng tung hô là Phật sống giữa đời thường. Mái ấm Hoa Hồng vì thế cũng luôn trong tình trạng đông nghịt nhà hảo tâm ghé thăm giúp đỡ. Tuy vậy, bà Hương vẫn liên tục đăng tải thông tin thiếu kinh phí để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho các con của mình. Trong phóng sự ghi nhận tại mái ấm, bà Hương liên tục thể hiện sự chăm sóc, yêu thương các con. Các bé cũng quấn quýt khi được bà Hương bế bổng cưng nựng. Trong một lần chia sẻ trên báo, bà Hương cho biết do tuổi thơ khó khăn, từng là đứa trẻ lang thang cơ nhỡ khắp các nẻo đường nên bà đồng cảm với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, bơ vơ. Sau đó bà Hương đã tích góp được một ít tiền để có thể thuê một căn phòng trọ tồi tàn. Đây cũng là lúc bà bắt đầu bén duyên với việc nhận nuôi các bé. Bà Hương cho biết đã nhặt đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác về nuôi, yêu thương như con đẻ. Để có tiền lo cho các con, bà Hương cho biết đã làm đủ nghề kiếm sống như nhặt ve chai rồi ra vỉa hè ngồi bán đủ mặt hàng lặt vặt. Sau đó có vốn liếng, bà mở quán nhậu vỉa hè xuyên đêm. Công việc buôn bán thuận lợi, bà mở rộng thêm việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Từ đây bà bắt đầu có cơ duyên nhận nuôi các đứa trẻ bị bỏ rơi. Cũng trong bài phỏng vấn với báo chí, bà chủ mái ấm Hoa Hồng cho biết bà đã bán biệt thự, xe ô tô riêng lấy kinh phí duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi gần 100 trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm. Xuất hiện trong chương trình Việc Tử Tế, bà Hương chia sẻ, đối với công việc này tôi không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục làm đến khi sức yếu thì thôi, nhiều người bảo tôi điên khi không lấy chồng, sinh con mà ôm cái khổ vào người. Nhưng với tôi, công việc này rất hạnh phúc,
vì từng này tuổi còn có thể bồng các cháu. Dù trong một chương trình, bà Giáp Thị Song Hương có chia sẻ về việc bản thân không biết dùng mạng xã hội, nhưng cư dân mạng đã tìm thấy trang Facebook cá nhân. Thậm chí bà Hương còn xây dựng kênh YouTube và fanpage để chia sẻ, cập nhật hình ảnh của các bé với cộng đồng. Trên trang Facebook cá nhân, bà Hương không chỉ chia sẻ hình ảnh, clip cùng các bé, mà thỉnh thoảng bà còn đăng tải bài viết xin mạnh thường quân giúp đỡ để có kinh phí mua tủ đông, chữa sữa, máy giặt để hỗ trợ mái ấm lo cho các con. Chính quyền quận 12 vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân TP.HCM về vụ việc hành hạ trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, đồng thời cho biết có kế hoạch di chuyển các bé đến trung tâm bảo trợ xã hội. Cụ thể, Công an quận 12 TP.HCM ngày 4 tháng 9 đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng mời bà Giáp Thị Song Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, là chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng, cùng một số bảo mẫu lên làm việc. Ngoài ra, còn một số bảo mẫu khác liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em nhưng không có mặt tại mái ấm Hoa Hồng khi cơ quan chức năng đến kiểm tra. Hiện Công an quận 12 đang truy xét, tiến hành mời làm việc đối với những người này. Cơ quan chức năng đang kiểm tra toàn diện đối với mái ấm Hoa Hồng. Bước đầu xác định tại đây có 86 trẻ em. Theo khai báo của những người liên quan, phần lớn trẻ tại mái ấm bị bỏ rơi, mẹ sinh ra nhưng không có điều kiện nuôi nấng nên mái ấm nhận vào. Ngoài ra, nhiều trẻ có cha mẹ là công nhân, người lao động tại khu vực xung quanh gửi cho mái ấm, sáng đưa đến và chiều đón về. Hiện Ủy ban Nhân dân quận 12 đã có báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về mái ấm Hoa Hồng cũng như sự việc bạo hành trẻ em xảy ra nơi đây và báo chí phản ánh. Cơ quan chức năng quận 12 đang tiếp tục làm rõ về nhân thân, lai lịch của các bé tại cơ sở này. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ đưa các bé đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình, có địa chỉ tại quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, để tiếp tục chăm sóc và sẽ xem xét có hướng xử lý sau. Một nguồn tin cho hay, trong buổi làm việc với cơ quan công an, bà Giáp Thị Song Hương tường trình luôn cố gắng đảm bảo điều kiện tốt nhất trong việc nuôi dạy trẻ tại mái ấm. Việc các bảo mẫu bạo hành là hành động bộc phát, mất kiểm soát trong lúc chăm sóc. Bà Hương không biết và mái ấm không chủ trương những hành vi như vậy. Tuy nhiên, đây mới là lời khai từ phía người đại diện cơ sở này. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ. Còn một số bảo mẫu khi làm việc với cơ quan chức năng đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em như báo chí đã phản ánh. Như đã thông tin, ngày 4 tháng 9, báo chí phản ánh hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi tại mái ấm Hoa Hồng như địa ngục trần gian. Theo đó, các bảo mẫu đã có những hành động ngược đãi, hành hung dã man đối với các trẻ em tại đây. Cụ thể, trong lúc chăm sóc trẻ, các bảo mẫu thường xuyên dùng một tay xách người, lật úp lên nệm, tác động mạnh vào tay chân. Thậm chí bảo mẫu còn ngồi lên người trẻ sơ sinh, có bé bị tác động đến chảy máu miệng. Theo tìm hiểu, bà Giáp Thị Song Hương kinh doanh khách sạn Hoa Hồng. Vài năm gần đây, tại địa điểm này có thêm mái ấm Hoa Hồng được giới thiệu là nuôi trẻ bỏ rơi, nuôi mẹ bầu cơ nhỡ, nuôi người già cô đơn, không nơi nương tựa, nuôi học sinh, sinh viên, có thai ngoài ý muốn. Mái ấm Hoa Hồng có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập một số kênh YouTube, Facebook, đang công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi. Tuy nhiên, từ trước đến nay đã có những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội về các hoạt động của mái ấm Hoa Hồng như nguồn gốc của một số trẻ sơ sinh, có hành vi ngược đãi trẻ em. Đến nay, sau khi báo chí có phản ánh chi tiết về bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng, Công an quận 12 đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để xác minh, thu thập chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.